đây là khu du lịch sinh thái Cao Minh. Thầy trò chúng ta sẽ ở đây 2 ngày 1 đêm. Ủa thầy, ở đây toàn rừng với cây vậy, tối nay mình ngủ đâu thầy? Đừng có nói là ngủ liều nha thầy. Chính xác. Mệt quá đi luôn á. Rồi giáo bảo đâu rồi? Nói nữa kìa. Tự nhiên cho tao đi xe đó còn chi. Trời tới công chúa. Bảo ơi, đừng có ói cái quần tao. Một cái cảnh tình cảm của cặp đôi kia. Mày thôi đi. Đừng vì sự đáp lại một vài hành động của mình mà nghĩ là người ta thích mình. Yêu nhau giận dỗi chia tay là chuyện bình thường thôi. Rồi sau này cũng sẽ quay lại. Coi chừng tới lúc đó có người ăn khoai bở đó. Trường ơi, lại gần này nói nghe ê ê nhớ lập trường ơi. Người gì mà thích đáng yêu nhiều lúc trông thật dễ thương, nhiều lúc trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì lòng đã thích nhau từ lâu. Ê ê nhớ lập trường ơi, lại gần này nói nghe ê ê nhớ lập trường ơi.